làm em nha. Một tháng rưỡi à, mấy ngày. Ôi, phải kiếm đường xe rồi. Chào mẹ nha. Trời nắng lắm anh em ơi, anh Long ạ. Trời nắng mà đồ đi là mừng lắm. Đồ, nói chung là đồ rất tốt. Mực khuya thì hay mua ở ngoài Vĩnh Linh vào cho mao có chia những tấm cho mao nó hay gửi vào, còn phèn thì đi hải, bình bạc đi hải cho anh em nhé. Dạ nó đồ tổ của em xin đây, xả mạnh lắm. Dưa tầm sống chào trường nha, đồ vô đuôi hết rồi, cảnh còn rất nhiều rồi, bùng rất nhiều, trong bụng 50% rồi đấy. À, con này ăn cảm thấy lắm, như cảm thấy rong riêng của mình. Còn bình thường là thay Long xong là ăn cảm Tuấn Anh Phạm dùng lâu nay rồi, từ khi chỗ anh Đàm Hiền đến chứ cảm bình thường không đổi. À, đúng rồi, 50 đấy, cũng 50 đấy, nói chung là đồ ok. Thầy Long dùng một loài con xong thì vẫn dùng cảm bình thường, ngày xưa dùng rắn chưa vẫn dùng được. Nói chung trời nặng lắm nhưng mà đồ đi là mừng. Còn mấy con nó đứng nó chầm ở Huế nặng nóng liên tục, nặng gắt luôn. Ngờ ngang cũng chuẩn bị được con đồ đáng đồ mà chưa đổ được một mạnh. Đồ lai rai. Tầm tháng nữa là đẹp. Nó phải 3 tháng nữa mới ra sinh. Chào anh Phúc nha. Ô tô không mà về lại đây. Cứ khỏe mạnh là được đó. Mong là khỏe mạnh ok là được rồi. Về lại đây. Đó, nuôi Long này. Bình bạc này, dễ này. Dễ này, không nuôi cao cao nha anh em. Chào Hiểu nha, gần đẹp trai như em ấy rồi. Nhắn thiệt đồ, đồ nhắn kinh khủng. chào anh em nha. Khoảng khoảng tầm nửa tháng nữa cho ăn cao cao. Xong là làm neo này, mỏng với bột này, mỗi năm làm 2 lần, gần xong Long làm xa 37. À, gần sông Long là em bỏ dễ, cứ 2 ngày rồi dễ, gần sông Long là em khoảng tầm 70-80% là
là không cho ăn dễ này, chuyển qua cầu cao. Chào Minh nha. Đây, đồ mà mừng lắm, mà hôm nào quá hay đem ra ngắm suốt. Từ buổi sáng dậy là mở ra xem là đồ chừng nào. Ừ, nhanh làm nghiệp ạ, năm nay con đồ nhanh hơn năm trước nè. Mà mặc dù nặng lắm, thật sự là ở đây nặng mà nặng nóng kinh khủng luôn. Chứ không phải nặng bình thường nè, mà là đồ mừng. Dạ, nghiền anh ạ. Hiên rồi đó. Ngờ ngang cũng bắt đầu rơi lông bùng một ít rồi, nhưng mà không chưa xuống được, chưa xuống mạnh được. Quỷ chín mùa. Đây mùa chín đây. Đúng rồi, đây 38 39 độ đấy. Nặng già máng lắm. Mình ngồi tí đổ mồ hôi. Nên chim co khó đổ lông lắm. Thật sự là khó đổ. Nhưng mà con nào mà anh em thấy được xuống sẻ khoảng tầm đấy, như quỷ đây là một tháng khoảng 10 ngày. Chính xác là một tháng 10 ngày mà đổ như đi là quá mừng luôn. Còn nhiều con nó đổ cũng được là buồn lắm. Đổ lâu là mệt, mình chơi lâu mà mình nó đổ rắc là nó lửa ảo, nó mệt. Ủa trông cả ngày. Đây vừa tắm xong rồi phạt trực tiếp nói chuyện với anh em tí, không thấy thay lòng cứ trông để như vậy làm gì. Không phơi nắng phơi đồ gì cả. Bình thường là tắm xong là để rào lòng là tù vào luôn ấy. Nhưng mà tại vì hôm nay live stream nói chuyện với anh em nên mở ra ấy. Thì còn bình thường là cất trời có để không ca không đậu gì cả. Chào Cường Long nha. Ừ, năm nay nắng thiệt. Trùm 100% á. Bộ đuôi là đồ ngon lành rồi. Bộ đuôi là đồ sạch sẽ rồi. Ừ, bột dây nhưng mà chỉ lột sóng lóng là chỉ lột lột một lớp ngoài thôi, rồi khoảng tầm 3 tháng sau là lột tiệm lớp nữa, chứ con không thể lột một lần hết được. Đây mỏng thì cắt một tí này, và vảy chân là làm thôi, vảy chân thì làm bình thường, làm cho nó sạch. Chim thì bộ chân là quan trọng nhất mà. Ui, lông đồ đẹp đẻ xong rồi là bình thường là giữ bộ chân tốt. Bộ chân mà trục trặc là chim trục trặc liền. Ở ngoài trời là chim nhờ đôi cánh, mà ở trong lông là nhờ đôi chân ấy. Ngoài bộ lông tốt là con cặp chân tốt nữa. Chân mà bảo tiến tốt là sinh truyền liền. Chào anh em nhé. Hai ngày dễ cho hai ngày rò. Nói chung là một tuần khoảng là 3 rò. Một rò bữa khoảng 10 con. Như đây anh hai ngày tắm lần. Như đây hiện tại là đang hai ngày tắm lần. Tắm đi là hai ngày tắm lần. Còn đến lúc gần sống 80-90% thì nặng đi là tắm ngày một luôn cho khỏe. Vì thời gian đầu thì hàng chế để cho nó thấy ấy, nên nó trục cho sệt nên hai ngày tắm lần. Cái trời nặng đi bình thường chim nào mấy con chim bình thường tắm ngày một anh em ạ, tôi nặng lắm, nhiệt độ nó hực cái mà không tắm chim nó tồi lắm. Dạ được á, em toàn nuôi dễ. Đây, ở trên TikTok có người nói chim nuôi là phải 5 đến 7 ngày mới tắm là tốt. Lầy luôn. Quỳ như vậy ấy, chứ đụng vào không được đó nha.
cho tay đụng vào là nó nhảy liền, không cho rơi đâu. Em nhìn này, bột này, trứng là bột này. Này, bột này, vầy này, vầy ghê không? Ừ, vào có TikTok, có TikToker trong TikTok ấy. Kiểu chim tốt nhất là 5 đến 7 ngày tắm lần mà lên lửa. Lên chạy khẹt luôn, lên lửa. Đang dò. Dò quá. Ê. Dò đi coi. Siêu ở đây dò quá. Chạy lại đi. Ê. Ui dò quá. Em không. Ui à, riêng em thì em không cho ăn câu cao nhé. Còn em nuôi thì mỗi người một cách. Còn em thì em không cho ăn câu cao. Tầm này em cũng không cho ăn câu cao. Từ khi xuống lòng em không cho ăn câu cao 100% là gì. Rồi đem vô lại giọt quá. Ừ cho anh em nhé. Đây, nó ở trong cái tủ này nè. Để đem ngửa ngang lên này, coi đồ lóng chưa, đồ lóng ngửa ngang rồi rồi cả một ít lóc bụng ra tưởng rồng luôn xem chưa rồng cho anh em nha. Để tí em đi lấy ngửa ngang quỷ cất rồi à, bộ xe bín này quỷ cất rồi. Lên cho nó tắm luôn. Chào anh em nha. Chào anh Quang nha. Chúc mừng anh Quang nha, ngày đi đá xe này nha. Rồi cùng vào đá xe hết. Ui. Này nha. Cho 72 nha. Cho anh 72 nha. Cho tầm lại. Anh em tắm chim chưa? Dạ ok anh. Tuần mua em khi mua chúc anh em hết. Cứ chúc anh em lại dài xuống xẻ là ok là vui. Anh em mà quen thì càng tốt. Là cũng vui. À, anh em quen nặng già mang nhé. Nãy giờ nói chuyện để mày con anh đi. Ngờ ngang 11 vụ.
ngờ ngang 11 năm. Anh em tầm chín chưa? À tầm chín vẫn khoảng 1 giờ. 1 giờ nhưng mà chưa đến giờ, chưa xong này. Tại vì tầm nhiều quá. Nó nặng lắm. Chào anh em nha. Cho ăn cái chi anh? Ăn thì cái bỏ đồ trống cho ăn chứ. Anh em hỏi kiểu ấy. Đồ ăn thì cái mô đầy đủ ấy. À em cũng tính làm 7 cái cây mà chưa thiết kế được. Đấy như cái chỗ này là có cây ấy. Ngoài kia là con nặng quá. Đây ngỡ ngàng đây. Bút tin, anh em xem bút tin không? Để lấy bút tin cho anh em xem nha. Đây là làm cái cây. Ngỡ ngàng này. Bút tin này. Ngờ ngang ăn cảm nắm phở cho anh em nha. Ngờ ngang lên nuôi cảm nắm phở. Đây bút tín này. Bút tín này nha anh em. Bút tín tuần này đậm dài 8 triệu rồi. Huế 37, 38 luôn. Anh không biết tuần sau anh chiều. Chưa hỏi tuần sau anh chiều ấy. Đây bút tính này. À ngựa ngang ăn 5 phở trồn 1-2. Trồn với cả thêm hạt cao cao 3 loại. Còn bình thường thì về nuôi dưỡng để chuẩn bị thay lông. Ba loại ngờ ngang là ăn 5 phở 1-2 với thêm hạt cao cao trộn. Bình thường ba loại, còn bình thường về lòng này thì nuôi số 1 thôi. Đây bút tin đây nè. Nghỉ 2 tuần rồi. Chào anh Tân Cảng Bồ nha. Ngờ ngang thì nếu thay lòng vẫn ăn 5 phở 1. Ha ha, miếng chảy nước miếng. Đây này, nó nằm ngoài này, nó nằm đây này. Bình thường. Đây, để lấy cảm nắm phở cho quay này, ngờ ngang này. Lấy chân ra quay luôn này. Đây hạt cao cao này. Đây đúng chưa? Đây bình thường là. Đây bình thường này ba loại này. À, anh em này, ngỡ ngàng ăn như thế này này. Đây. À, anh em xem chuẩn cho này. À, còn nếu đến núi Long thì chắc ăn số 1 thôi. Rồi. Nhà nhiều loại cảm lắm, không nuôi cố định loại cảm nào cả. Đây, anh em xem bụi tinh này. Hiền khô, hiền như cục đất. Bỏ chín vào là không đau. Quỳ dự là bình thường là ăn cảm mà. Bụi tinh là hiện tại ăn cảm hiệp đông nay.
lúc mua về thì người ta ăn hiệp Đồng Nai niêu, xong rồi về em có em nuôi thêm hạt đậm đặc của anh Hiệp luôn, lần nuôi hai loại đây cho quay luôn, đây hai loại anh em hãy cảm vào hai màu không, đây hiệp niêu là củ người ta nuôi, con về em nuôi thêm hạt đậm đặc của anh Hiệp rồi vì nó đang ổn định không đổi, chỉ có nuôi mình thay đổi để cho nó ok hơn thôi. Dạ em không làm anh, em có cảm thấy lóng thôi, cảm thấy lóng là được. Ui tiếng con trẻ lắm. Trời nặng nên em phải nằm ở trong lông, nó không chỉ cảm nó hạ mỏ. Để xịt chân ở ngang nè. Ở nhà hiền lắm. Chẳng chứng thì em bóc bột đi, em làm vậy đi, em làm vậy em bóc bột đi cho con không là để nó hư chân ấy, nó ngứa nó còn vấn đề ở chân nó mới cắn. Đây ngang nó phải xịt xong rồi mới tắm này, không xịt nữa nó khó lâu tắm lắm, xịt nữa được lên nó xịt nó tắm. À, thôi em không có duyên làm cảm anh. Đây. Xịt tí nữa không tắm. Không, nó nhảy kích trứng vậy chắc do cặp trứng nó chắc trứng ngặn chứ. Trứng ngặn hoặc là mày có trứng vịt nó nhảy kiểu vậy ấy. Hàng đập đặng của anh Hiệp á, của anh Hiệp anh Khẩn ơi, có nghĩa là tại vì cái con Putin là chủ cũ họ dùng cảm niêu Hiệp, họ vẫn nuôi này thì em lại về em không đổi, nhưng mà em lại mua thêm hạt đậm đặc để em trộn vào nữa, có nghĩa là 50-50 em nuôi theo cách của em. Đây. Quỷ là nếu mà bình thường mà ăn cảm để thi đấu là ăn cảm Tuấn Anh Phạm ở Hà Nội, nó duy trì từ chủ cũ anh Đàm Hiền ấy, nên em vẫn nuôi vậy. Con Thầy Long thì em chia sẻ với em là em nuôi cảm riêng của em, đây là Thầy Long, còn Thầy Long xong là em đổi qua cảm của anh Tùng anh Phạm, chứ em không gọi nhảy. Nhà em dùng nhiều loại lắm, nói chung cảm nào có tùy con tùy loại. Chích ước tắm vuột đuôi thì cũng có nhiều cách để nuôi lắm anh ạ, nhưng bây giờ nói về cũng em cũng không biết nói sao cả. Không, nó xịt một tí là nó tắm, cái kim này nó vậy đó, nó xịt một tí là nó tắm thôi, còn nếu không xịt là nó cứ đừng nó học nhiều, nuôi quen nó biết lắm, nó rù người vậy là nó tắm ấy. Còn thường thường mà bỏ ra mà không xịt là nó có đừng học mãi ấy. Chào Tùng nha. Chưa mà đi ngủ. À cảm bài Huế. Cảm của em thì anh chưa có con nào để trải nghiệm cả. Không phải là tục. Aquaman đây, Aquaman anh em hỏi mình nhớ tôi đấy, bữa giờ là trị chứng cho nó, làm cặp chứng cho hẳn là bây giờ đang ok khỏe rồi, đang định tuần này cho đánh thử, nuôi chim mà toàn chữa bệnh anh em. Đây Aquaman đây, Aquaman đây. Aquaman đây. Để anh xem tí nha.
đế vương của một người khác mà. Đế vương mình có nuôi đâu. À, con mắn này gần như là không chơi ấy. Quỷ được 50% rồi Hùng ơi. À, con mắn này từ bữa trưa là không thấy cười gì. Tuần này cân nhắc cho thi vẽ 8 triệu. Chưa biết có thi hay không nhưng mà khả năng là thi. Ấn tượng. À, bình thường thì cả cho ăn cả tắm mà tầm 2 tiếng nhưng mà hôm nào mệt hoặc là nói chuyện như vậy thì không thể nhắn được lâu lắm, đến chiều tầm như thế 4-5 giờ mới xong. Để cho anh em nha. Chứ nhận tin em nha, nhận tin em chia sẻ chứ. Em ít khi nói cái lại lắm. Đây, sẵn sàng đây, tung này. Chứ biết cái mua sống. Thôi chào anh em nha, em tắt like rồi, cho chim vô rồi. Khóe quỷ thì báo cáo tình hình Thái Long tí cho vui. Chào anh em nha, em tắt like rồi nha. Ok, tới đây làm giải một xe ngày một đó. Cuối tuần đi là tóm làm rồi nè. Còn tuần sau là đi Quảng Bình rồi nè. Tuần sau nữa thì ok Bù ơi. Sáng quá cả nặng tôi. À, chào anh em nha, em xuống like rồi nha. Anh em xem đông quá mà điều để em thu xếp cho chim nó vào là nặng quá. Nó hóc nặng nó chết luôn tôi. Chào anh em nha, ba anh em. Đây. Để bút tin chào anh em này. Tin nhạc lắm. Ừ, có chi đây tap anh vô lên giải thì tap vô về chơi cho vui. Thôi chào anh em nha, chào anh em xuống like rồi. Nói chuyện lâu quá. Cho chim nó vô cả tôi. Để nặng quá nặng rồi nó đòi bụng. Thôi chào anh em nha, ba anh em. Đây. Người ngang đang tổng đây á. Anh cho tắm. Thôi chào anh em nha, em xuống lại đã. Anh em thông cảm cho em xuống lại để em làm việc cho chim nó vào rồi. Bye bye anh em nha.